Hello, xin chào tất cả các bạn ha. Thì hôm dài bảo không biết cá của bạn sao rồi ha. Thì mình sẽ quay những chú cá ở nhà mình các bạn, và mình sẽ cập nhật một số cái cá cho tất cả các bạn xem ở bên mình bằng một cái không gian buổi tối thật là chill ha. Xem cá, ngắm cá cùng Đức Đỏ ha các bạn. Xin mời các bạn theo chương mình. Thì hôm nay mình sẽ quay sơ cho tất cả các bạn một số cái mô hình hay mà mình sắp cập nhật, và mình sẽ chia sẻ tất cả bạn nào ở Cần Thơ thì muốn ghé nhà ở Cần Thơ của mình và xem nhiều cá và lựa cá thì sẽ ok các bạn nha. Đây là cái không gian nhà của mình các bạn, ở đây là mặt tiền ha. Thì bạn nào mà ở hướng Ô Môn về á thì ở đây có xe chị ngang các bạn đó, thì chị ngang về sẽ đi ngang nhà mình. Nhà mình sẽ nằm ở địa chỉ là 74C-8 đường Lê Hồng Phong, Chợ Nóc, Cần Thơ các bạn nha. Đó, thì mình sẽ có một cái cửa tiệm nho nhỏ là shop cá cảnh Đức Đỗ Ruby. Thì bên mình sẽ có một số dòng cá như Ruby với Beta, nên là bạn nào mà chơi Beta, Ruby đều xem và có thể tới chơi được ha. Và mình sẽ làm một cái dàn kệ các bạn. Các bạn đố các bạn nè, cái dàn này là dàn gì ha? Đó, cái dàn này mình mới làm sau này mà mình thấy nó rất là chill khi mà các bạn tới, các bạn xem cá và các bạn chơi. Một số dòng cá Beta Hắc Moon ha. Thì những cái dòng cá này mình đang bán ở trên kênh Đức Đỗ Beta Channel các bạn, như là kênh ở Beta miền Tây á, là bạn nào mà thích thì có thể xem ha. Thì giá cũng vài chục cao một em thôi các bạn, nó rất là lớn luôn. Thì bên mình vẫn có sỉ cái dòng này nha các bạn. Đây có là Bluegrass nè các bạn. Bluegrass là những em mà có màu vàng các bạn nha. Cái màu vàng này các bạn, nó đây là màu xanh đó, blue thì rất là đẹp các bạn. Sẽ có nhiều dòng cá cho tất cả các bạn đến chơi cũng như là xem những cái chú cá của mình ở hiện tại ở bên trại nha các bạn. Đây có Super Guest nè các bạn nha. Đó, quá đẹp luôn. Các bạn xem thì kỹ chút. Super Guest. Thì những chú cá này bên mình đang bán rất là rẻ các bạn. Của em như thế này chỉ là tầm 60k đến 80k. Đó, là các bạn đã có một em rồi. Thì phí ship toàn quốc thì các bạn có thể liên hệ với mình. Nếu mà các bạn bắt tầm 3 em này thì mình sẽ reship nha. Sẽ ok và chu đáo nhất cho tất cả các bạn chơi cá bên mình. Nè các bạn xem nè. Cái phần thân dạ lên cái bộ màu có cái bộ xanh xanh nữa các bạn, nhìn rất là đã nha. Rất là chiêu luôn. Ở một số dòng cá ở bên mình cho tất cả các bạn biết được thêm. Thì hôm nay thì mình sẽ cập nhật cái tình hình cá mắm nha các bạn. Thì hôm hổm á, một số anh em đã xem được video đợt trước á, mình đã nói với các bạn là cách thức làm cá nhanh lớn á, và các bạn có thể xem được ở trên kênh của mình ha. Thì mình sẽ cập nhật thêm chi tiết hơn. Thì mình rút cái đèn này ra cho cái dàn kệ mình nó bớt cá lại một tí, rồi mình sẽ quay cho tất cả các bạn xem là hôm hổm giờ cá của mình sẽ lớn như thế nào rồi. Khi mà mình đã cập nhật từ clip đó đến hiện tại thì cũng tầm 7 ngày các bạn, là một tuần tuổi nha. Để cho tất cả các bạn biết được thêm là cá Beta hoặc là cái Ruby bên mình nó sẽ như thế nào, cho các bạn xem chu đáo nhất, chi tiết nhất ha. Đây giống như anh em bán trên mạng cho các bạn, quá đẹp luôn. Đây là dòng coi đen sọt tiếp bông. Ngàn này thì size nó cũng chỉ mới có nhón nhén cỡ một tháng hơn, tùy theo các bạn nha, thì các bạn nuôi nữa. Thì để ra được bung được cái size này thì để các bạn nào mà thích chơi cái dòng cá coi đen sọt á thì có thể săn thử nha. Hiện tại thức ăn mình là thức ăn Atomia các bạn. Mình đang bán với Atomia này thì giá cũng khá là rẻ các bạn, chỉ tầm 50k là các bạn đã có thể mua Atomia. Nhưng mà mình thường á mình bán là 50g thôi các bạn. Nhưng mà bạn nào ghé nhà thì mới có chiếc lẻ nha, tại vì ship đi một phần đó mình không có lợi nhiều hết. Một phần đó là 150k trên 50g cho tất cả các bạn có một cái loại thức ăn tốt để các bạn cho ăn. Cá sẽ phát triển nhanh lớn và mình sẽ bảo đảm với các bạn cái tỷ lệ nở bên mình sẽ như thế nào ha. Hay đó ha. Đây là dòng coi đen sọc clip bông. Tiếp tục đây là dòng full get BDS các bạn, size này là tầm một tháng rưỡi nha các bạn. Để bạn nào mà thích chơi full get BDS thì có thể thử với cái dòng cá này các bạn nha. Rất là đẹp luôn. Đây là dòng full get BDS. Để cho tất cả các bạn nào thích chơi full get thì có thể xem cái bộ cá ha. Đây là cá tơ mà nó lên được cái vây nè các bạn, vây tròn nha. Bộ này thì thiên về trống nhiều hơn, trống sẽ chiếm điểm nhiều hơn các bạn. Đây có Blue to Bass ha. Để một số bạn hỏi Blue to Bass bên mình có hay không á thì mình nói với bạn là sẽ có Blue to Bass nha các bạn. Blue to Bass thì bên mình vẫn có nha. Quá là chill, quá là đẹp. Đây là Blue to Bass bên mình.
xanh biếc luôn các bạn. Đây Artemia thì mình mới ấp xong thì đã có cái màu lên rồi các bạn. Đó, cái Artemia này còn bơi trong nước này các bạn, mình nhìn này, Artemia rất là đã luôn. Thì khi mà cái Artemia này các bạn bơi trong nước như thế này thì cá sẽ rất là kích thích, tại khi mà Artemia bơi trong nước đó, thì cá sẽ búng theo và ăn ha. Đó, ăn thì sẽ lên được cái kích thích được cái phần lên được cái phần vây, phần đuôi, phần màu sắc các bạn. Mà cái độ đạm của Artemia thì các bạn cũng đã biết rồi, không có loại thức ăn nào mà tốt nhất cho các con mà Artemia đâu các bạn nha. Thì Artemia giúp cho các con nhanh lớn và cái bộ màu các bạn nhìn rất là tốt và lên rất khá là đều. Bộ mày mình đang bán một chiêu á, là một chống nè, một máy ghim nè, một máy ripon nè, là 120k. Đó, để cho quý anh chị và tất cả các bạn thích chơi thì có thể xem. Cập nhật sơ lược qua, vừa có thức ăn cho tất cả các bạn, có cho cá ăn nè, hoặc là các bạn thích thì có thể liên hệ cho mình. Đây là dòng coi red đen mà size mới đẻ tầm một tháng tuổi nha các bạn. Quá đã luôn, rất là đẹp. Đây mình sẽ chiếu đèn nhẹ nhẹ cho các bạn xem nha. Khi mà buổi tối như vậy mà cá đã thấy được thức ăn rồi thì rất là đã luôn các bạn xem. Cái bộ màu đỏ này lên rất là đậm ha. Và cái cách thức mà phòng ngừa bệnh trong cái mùa mưa bão này các bạn, thì các bạn nhớ rút cái phần đáy sạch giúp mình nha. Mình sẽ quay cho các bạn phần đáy nè, phần đáy của phần nền mình á. Thì đây là cái phần mình mới hồi chiều mới cho ăn các bạn, thì vẫn còn ha. Nhưng mà các bạn nhìn cái hồ của mình nè, mình sẽ quay tổng quát và chiếu đèn pin cho tất cả bạn xem thì rất là trong ha. Cặn bẩn á là nó sẽ nằm ở phần đáy này, và những cái phù du á mà bơi lơ lửng trong nước á thì sẽ gom một cái cục lọc này nha các bạn. Cục lọc này là lọc tròn các bạn, ra ngoài cái kiếm cái loại mà 280 hoặc là 380 thì mấy bạn nói lọc xốp á, 280 380 là người ta biết, ta chỉ các bạn à. Bạn thấy cái hộp chuông tròn mà thấy có cái hình lọc giống như vậy nè, thì các bạn cứ mua về các bạn xài. Thì nó không dùng bằng điện mà nó dùng bằng oxy các bạn, là cái lực oxy đẩy từ cái cục lọc vô nha các bạn, đẩy từ trên cái giọng dây oxy các bạn thấy nè. Nó cũng dây oxy sẽ đẩy từ trên oxy và truyền xuống cục lọc, nó theo cái nguyên lý là nó đẩy ngược vô, các bạn sốt ngược cái cặn bẩn vô cục lọc đó. Thì khi mà các bạn tầm một tuần lễ á, thì các bạn chỉ cần là rút cục lọc nó ra và giặt thôi là được. Đây là Dumbo coi ha, hoặc là cái bộ này là bộ lên Dumbo coi, nhưng mà hồ này thì ra đa phần là coi sọt nhiều, do cái tỷ lệ mình lên mua coi là chỉ có 30% thôi nha các bạn, không có nhiều nha. Thì hồ này thì đã bán cho anh em khá là nhiều rồi, thì này là còn là Dumbo sọt đó, Dumbo sọt ha. Đây Dumbo sọt các bạn, rất là đẹp luôn. Rất là lung linh luôn các bạn. Hôm nay mình sẽ cố gắng là mình cập nhật cho tất cả các bạn là một cái ánh sáng tốt nhất và ok nhất ha. Đó, thì để cho các bạn xem một cái dòng cá mà các bạn khi mà đánh đèn đủ nè, hoặc là màu sắc đã đủ nè các bạn, thì sẽ như thế nào. Rất là đẹp. Thì đó là những cái hồ cá của mình trong cái khoảng thời gian mà mình nuôi tầm mấy ngày nay. Đó, đây là dòng HPS nè các bạn, không hỏi các bạn đang xem là HPS nha. Thì mình sẽ quay sơ lược cho các bạn xem là cái độ mà mình nuôi nó nhanh lớn á, nó như thế nào trong cái mùa mưa bão này. HPS Ro, bộ Ro nha các bạn. Các bạn thấy nè, cá mà để mà lên được Ro á thì size này các bạn phải cho ăn nhiều vô đó, và sủ xi mạnh vô để cho kích được cái lần vây nè, phần đuôi nè, phần lưng nè các bạn, rất là đẹp ha. Bạn thấy như thế nào khi mà các bạn xem cá bên mình? Sẽ quay hình ảnh là chất lượng nhất và ok nhất ha. Đây là cái bộ mà cái giống nè, đó đẻ một hai lứa là nó cong lưng nè các bạn, mà đẻ quá nhiều và lên cái phần vây lưng cái máy quá lớn các bạn. Cái này thì được lên cái phần hắc môn các bạn. Máy mình đập lại với những cái bộ cá mà mình nhập về các bạn, để mình lấy cái bộ máu khác để mình có một cái bộ cá chất lượng hơn và đập lại chưa có trên thị trường. Đó, đây là những cái bộ cá mình đang làm lại. Để gọi là đổi máu á, thì đó là một cái vấn đề khá là khó, tại vì khi mà các bạn đổi máu á, tỷ lệ nó là 50-50. Một là các bạn có một cái bộ cá thiệt là đẹp, hai là các bạn sẽ có một cái bộ cá mà các bạn không có ưng ý ha, là do là nó sẽ ra được này kia các bạn, đó nên là phải đánh đổi. Nhưng mà chơi là phải chơi tới các bạn nha. Đó, ví dụ nó đã hư rồi thì các bạn theo dõi tiếp, các bạn lấy đời con sao coi xem như thế nào nữa, rồi các bạn sẽ tiếp tục các bạn theo dõi nữa. Đó, cứ đập hoài thì nó sẽ ra cái bộ cá đẹp thôi nha các bạn. Đây là gồng đỏ nha các bạn,
để một số bạn nói cái bộ gồng đỏ bị đế thắt muôn bên mình á nó sẽ như thế này. Hiện tại bộ này vẫn là 300 do là cái bộ cát ra đều các bạn. Để mà ra được một cái bộ cá mà đều mà bon tin tít như thế này nè rất là khó nha, nên là giá thì lúc nào mình cũng sẽ cố gắng là mình sẽ giữ giá cho anh em. Những anh em mà làm cá thì cũng sẽ hiểu giúp mình ha. Đó, mình sẽ ra cái giá ok cứng ha, là 300k một cặp như thế này, một chống một mái nha, và ra là cái bộ đều nha các bạn. Thì khi mà các bạn làm bộ đều thì các bạn sẽ ít có tốn công sức để các bạn làm ra cá đẹp hơn. Và khi mà các bạn mua cá với mình thì mình sẽ bao với các bạn cái bộ ghen ha, máy với chống đúng với cái bộ này, để cho tất cả các bạn làm một cái bộ cá rồng đỏ bê đớ thác muôn tia nè, và lên cái phần vây lưng lớn và lên cái phần màu sắc tốt ha. Video này thì mình sẽ cố gắng là mình truyền tải hết cho tất cả các bạn những cái dòng cá bên mình, dù nó không có quá là chi tiết, nhưng mà nó sẽ giúp cho tất cả các bạn biết được sơ lược là mình có cá gì ha. Đây tục là rồng đỏ nè các bạn, cá máy nè, cái máy thì lên được cái là tia đồ thâm đồ, cái gọi là rồng đỏ thâm đó các bạn, là tia đen á, chứ không phải là cái bộ sau này. Bộ sau này tùy theo ha. Đó, những anh em nè, mình có một em sọt nè các bạn. Đó, em này em sọt nè các bạn, em này thì gọi là rồng đỏ bê đớ thác muôn mà sọt á, cái máy lên bay lớn á mà đuôi rất là thâm nha các bạn. Bộ này thì không thấy cái máy lên tia luôn mà lên thâm thôi nha. Đó, máy thì phải chuẩn như thế này thì mới là máy của mình. Thì mình sẽ gửi đến cá đến tận tay quý anh chị và tất cả bạn chơi nha. Size này cá tơ thôi. Đó, cá là như thế nào mình quay như thế đó luôn. Tục đây là dòng blue Japan. Mình còn tầm 5 đôi, hết cá nha các bạn. Đó, mình làm ít thôi à. Tại do mình làm cũng vừa phải thôi các bạn. Thì về sau này thì mình sẽ cố gắng là mình sẽ làm thêm nhiều cái dòng khác lạ hơn. Đây là dòng blue Japan, khi mà mình chiếu đèn vào các bạn thấy nó lạ ha. Đó, khi mà ánh xanh dạ lên nè, các bạn nhìn nè, dạ quang luôn nè. Khá là chiêu ha, blue Japan hồ quá đã các bạn, nhìn thấy ảo ha. Cái đầu đây là cái hồ mà mình cũng khá là tâm đắc, tại do là cái bộ này, cái hồ này mình thấy nó lên đầu cái dòng Dumbo Coin lên đầu khá là nhiều. Để cho tất cả bạn xem, khi mà mình làm một cái bộ cá nào cũng vậy các bạn, thì mình sẽ xem cái bộ ghen nó tốt không thì mình mới tuyển lại những cái bộ cá mình làm về sau nữa. Đây là dòng Dumbo Coin các bạn nha. Khi mà đúng một coi đẻ ra thì tỷ lệ lên đầu của bộ mình nó tầm 30%, mà bộ này đã vượt hơn 30% rồi các bạn. Một hồ các bạn này nhìn nè, những em nào lên đầu thế này gọi là đúng một coi, còn nó không lên đầu thì gọi là đúng một sọt, để cho tất cả các bạn biết nè. Đây cái máy nè, máy lên đầu các bạn nhìn khá là đã ha, để cho ăn các bạn xem. Đó, thì nó là như thế các bạn. Đúng một coi là cái được lai tạo ha, nhưng mà bộ này bộ thuần, khi mà các bạn làm ra thì chắc chắn phải ra là Dumbo Coin hoặc là ra Dumbo Sọt, chứ không được bất cứ ra bất cứ dòng gì khác các bạn. Đó ha, mà size mình còn tơ nha, hàng này mình chưa có xe ra thị trường nhiều ha, mình bao bộ cho các bạn chơi thôi. Đó, còn các bạn bắt xe lớn thì đang là 400. Đó, xe tơ thế này thì mình chưa có bán. Đây các bạn xem nè. Đó, máy thì lên tròn lên đầu nha các bạn. Đây là máy nha, chống thì các bạn xem nè, để mình quay chống này, mình chiếm em chống mình zoom cho tất cả các bạn xem. Chống đây. Đó, chống này các bạn. Đó, mình thấy chống như thế nào. Đó, khá là chất ha. Thì dòng này thì đường cái là đẹp nè các bạn, để mình so sánh cho tất cả các bạn nữa về cái dòng Dumbo Coin với cái dòng đen, coin đen sọt ha. Coin đen sọt là một cái hộp kế bên nha, nó không khác gì hết, chỉ khác là khi mà cái chống đẻ ra thì nó sẽ là nó khác là về cái con chống nha các bạn. Cá máy thì tựa như coin đen thôi. Đây là dòng coin đen super sọt của mình, hàng này đang là 80 một cặp nha. Đó, hàng này là hàng tuyển nha, mình bao bộ tất cả các bạn ra làm ra super sọt ha. Đó, bộ nào mình bao được mình bao nha các bạn. Đó, super sọt coi đen sọt ren super sọt, hàng cực kỳ ngắn luôn, mà khi mà đẻ ra thì vẫn ra ok thế này. Mình đây là clip show ngang nha, nên là quý anh chị nào mà thật sự cần thì có thể liên hệ, thì mình không có nhiều quá nên mình không dám đăng. Rất là đã luôn. Thì làm cá chân chính á, thì mình sẽ thích là mình chơi, còn cái dòng nào mình không thích thì mình không chơi các bạn. Mình chơi những cái dòng cá mà có thể nuôi hột kiến được á, và khi mà mình nuôi nhiều á thì mình cảm thấy là quý anh chị và tất cả các bạn khá là thích những cái dòng cá nuôi trên hột kiến á. Đó, đây là dòng HPDS này các bạn, là hâm hởm là size tầm 2 tuần ha, rồi 3 tuần rồi các bạn. HPDS 3 tuần tuổi sẽ như thế nào để các bạn xem nè. HPDS 3 tuần tuổi của mình nè. HPDS 3 tuần tuổi của mình các bạn thấy nè, rất là đông nha. Bộ này thì đường cái là lên
mình đang coi cái bộ màu như thế nào, tại vì mình cũng đập khá là nhiều nha. Những cái bộ cá là mình lên mình sẽ xem, không phải là để nhiều là đã tốt, còn phải xem lại là cái tỷ lệ đạt của cái hồ đó nó sẽ như thế nào và nó sẽ ok thế nào thì mình mới kiểm tra lại. Ví dụ mình làm một cái bộ cá mà trong cái hồ cá đó ra quá nhiều em gãy lưng thì mình sẽ loại cái bộ đó nha các bạn, mình sẽ bán mình cho những anh em thích chơi thủy sinh đó, thì mình sẽ bán rẻ ha, để cho anh em về có cá, mình có cá đẹp nhưng mà nó sẽ có rẫy lưng trong đó thì cái bộ ghe nó sẽ không có tốt. Còn những cái bộ ghe nào mà đẻ ra ok nè, đạt tầm 90 đó, 90% là ok rồi các bạn đó, thì mình sẽ xe lại đó, bộ cá ok và sẽ giá sẽ cao hơn. Tại vì khi mà làm cá thì các bạn phải bỏ tầm 3 đến 4 tháng ra các bạn theo dõi một cái bộ cá thì các bạn mới có thể làm tốt được những cái vấn đề mà đặt ra một cái tiêu chí nha. Giống như những anh em lớn các bạn, anh em làm thì anh em thích về màu sắc hoặc là về những cái màu sắc lạ hoặc là những cái bộ cá đẹp và chất lượng trên thị trường thì rất là nhiều anh em thích săn đón ha. Đó, các bạn thấy nè, quá là đẹp, khá là chiêu nha. Mình sẽ cố gắng là mình làm những cái dòng cá mà chiêu chiêu chất lượng cho các bạn xem. Qua đây để mình quay sơ sơ cho các bạn xem thêm nữa một cái dòng cá mình lai tạo nha các bạn. Mình không biết nó ra cái dòng gì mà bạn nào thích thì mình sẽ share lại 50k thôi đó, giống như bà lon ghét vậy đó các bạn, rất là đẹp ha. Dòng này thì 50k nha, anh em nào mà xem tới video khúc này mà thích cái dòng này quá hả thì có thể liên hệ cho mình. Dòng này là mà ra màu nâu luôn nha các bạn, 7 màu được, ra màu nào cũng có hả. Cố gắng mình quay cho các bạn xem này. Rất là đẹp nha các bạn. Đây. Đó. Thì hàng này mình sẽ để cho anh em là anh em chơi 50k nha. Đó, cứ chụp màn hình gửi qua Zalo cho mình thì bên mình sẽ hỗ trợ cho anh em và ok nhất ha. Nói dòng này thì rau có dòng độc lạ nha. Cá máy như thế này. Đó, cá máy thì nó là nó ra y hệt luôn. Mình bao bộ thùng nha. Đây là cái trống nè, cái máy nhỏ trong rất là nhiều ha. Đó, máy đây các bạn, một cái bộ cá khá là lạ ha. Đó, đây là một hồ để mua coi nữa các bạn. Hôm hổm mình đổ khá là nhiều nha, mình đổ cái bộ này đó là mình làm các bạn, đó mình like và mình đập lại rất là nhiều và mình tâm huyết về cái bộ này, nó lên đầu rất là nhiều luôn các bạn. Đó các bạn thấy nè, để mình cho các bạn xem tỷ lệ lên đầu của dòng đun mua coi bên mình. Quá trời luôn các bạn, đây là máy nha. Đó, máy, đây trống này các bạn, trống này em này. Em mình để nằm giữa nè. Đó, trống này các bạn, đang lên 7 ha. Nó sẽ full á, full 7 đồ thì nó sẽ lên đẹp hơn. Còn khi mà chưa lên full 7 thì sẽ khác nha các bạn. Ở một vài dòng bên mình và mình sẽ quay tất cả các bạn cái bộ coi đen hồi nãy các bạn xem trên hồ kiến á thì cái giống nó sẽ như thế nào nha các bạn. Các bạn thấy nè. Úp nút như con heo luôn các bạn. Rất là đã ha. Trời ơi, rất là chiêu luôn. Đây. Đây lạc vào đây là các bạn xem cái bộ cá heo nước của mình. Hàng này mà cá tơ mình đang bán là 80 nha. Đó, hiện tại không có hàng. Không có hàng nhiều. Nên là anh em thông cảm với mình. Đó, giá nó ok và nó cứng như thế ha. Cái con đen ren mà nó đã ok thế này rồi thì bạn về làm rất là ok cái bộ ren ha. Rồi, các bạn xem sơ sơ lượt thì mình cập nhật từ hôm trước đến hôm nay thì sẽ có những cái dòng cá như thế ha. Bên tay mình đang cầm một đèn pin, hôm nay mình sẽ cố gắng là hình ảnh sáng và chất lượng cho các bạn nãy giờ bạn xem á. Đó, như thế nào cái chạy cá của mình. Một cái chiếc video thật là ngắn ha mà chia sẻ tất cả bạn thật là nhiều niềm vui. Cũng như là những gì mình biết được. Bạn nào mà cần ngặt tôm mi thì có thể ủng hộ mình ha để mình có thể chia sẻ tất cả bạn ít cái thức ăn cá và cũng như là bạn có thể comment cho mình ít cái kinh phí đó để mình tiếp tục làm những video hay hơn cho tất cả các bạn chơi nha. Thì mình đi nhiều thì mình sẽ chia sẻ tất cả các bạn nhiều. Trong cái tháng 8 sắp tới đây thì mình sẽ đi Sài Gòn nữa và mình sẽ kiếm những cái mô hình hay và chất lượng để mình chia sẻ tất cả các bạn về những cái vấn đề cá cảnh nè, những trại cá đẹp nè, những mô hình hay và những cái cuộc thi về cá 7 màu chất lượng và ok và đang có cái tầm dốc ra quốc tế và hướng đến những cái niềm vui lớn hơn là đưa cá mình đưa ra nước ngoài nhiều hơn và sẽ có thật nhiều niềm vui để gửi đến tất cả bạn xem trong những video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Nếu mà các bạn thấy hay nhớ để lại cho mình xin một cái like, đăng ký kênh, một cái chuông thông báo bên phải màn hình và
nhớ ủng hộ mình trong nhiều cái video sắp tới nữa. Bye bye, hẹn gặp lại tất cả các bạn trong một cái video gần nhất nha. Xin chào tất cả các bạn ha. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với tất cả các bạn những loại thức ăn và phụ kiện để các bạn có thể nuôi cá tốt hơn ha. Thì đầu tiên vẫn là thức ăn cám thái bên mình. Thì loại thức ăn này là cái viên của nó là tầm 3/5 các bạn, là một cái viên tương đối ổn cho tất cả các bạn nuôi những dòng cá như beta, bảy bảy màu, và độ đạm cũng rất là cao, giúp cho tất cả các bạn có thể tiết kiệm được cái thời gian có thể ra tìm cái cảnh mua và cho cá mình ăn tại nhà tốt nhất. Đó, thì đầu tiên thì cám thái, và tiếp theo không thể thiếu đó là Artemia. Artemia này là loại thức ăn nhập trực tiếp từ Mỹ các bạn, lon Mỹ cú xanh ha. Thì mình sẽ chiết từ những lon lớn ra, thì những hũ nhỏ thế này là 50g, là 150k cho tất cả các bạn nuôi và ép sinh sản cá beta hoặc bảy màu. Sẽ rất là tốt khi mà các bạn nuôi cá với cái thức ăn chất lượng như thế này. Tiếp tục đây là bát cộng, là một loại men vi sinh giúp cho cá ăn khỏe nè các bạn, nước trong ha. Và khi mà các bạn sử dụng thì thấy cái hệ tiêu hóa của cá của mình đó, nó sẽ kích thích rõ rệt các bạn ha. Đó, thì một chai như thế này là 60k các bạn, bát cộng ha, là một loại đã có thương hiệu trên thị trường. Tiếp tục đây là máy oxy, một máy oxy như thế này là 55k, máy một vòi ha, cho tất cả các bạn có thể dễ dàng nuôi cá với oxy. Và cuối cùng là bộ ấp ha, các bạn cần thêm loại nào thì có thể liên hệ thêm cho mình. Và xin chúc tất cả các bạn sẽ lựa thật nhiều cá và thức ăn cho cá mình tốt nha. Bye bye tất cả các bạn nha.